diễn viên Nhã Lan á là cũng đã cống hiến mà, rồi người ta xuất hiện trong công chúng, người ta diễn xuất mà, tại sao không được thêm vô? Nhưng mà định là kỳ quá à. Quang. Nói Nhã Lan không ai biết, nói chú Mỹ Phú ai cũng biết. Không biết Nhã Lan. Em nói thiệt luôn á. Tại sao phải xếp hạng người ta hả? Hả, miễn người ta là có tâm với nghệ thuật, người ta làm hết mình thôi. Chứ bây giờ đó em yêu thích cái nghề của cổ, chẳng qua đó là cổ gặp sự cố trong cuộc đời cho nên là cổ mới dừng lại, không thể đi tiếp tục được nữa. Em nói cho mấy chị biết, trong cuộc đời em chỉ thần tượng mọi diễn viên Nhã Lan mà thôi. Trời ơi.